Xin chào tất cả anh em nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho tất cả anh em tham gia chương trình góp nhận 400 top cần có kêu là pin này các bạn đăng ký một cái tài khoản sau khi các bạn rút liền các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả của mình, các bạn đăng ký một tài khoản email password rồi các bạn vào mail confirm nha bạn. Các bạn bấm vào sign up các bạn đăng ký nha bạn. Rồi vào mail các bạn login vào. Sau khi login vào các bạn nhấp vào ba dấu gạch này các bạn. Thì con này các bạn không cần KYC nha bạn, mình hướng dẫn các bạn rút tiền các bạn bấm vào một wallet này các bạn. Rồi bấm vào ví support này các bạn. Sau khi các bạn bấm vào ví support thì nó ra một cái giao diện như thế này nha các bạn. Thì các bạn lướt xuống thì các bạn sẽ thấy được 400 tốc cận pin chỗ này nè các bạn bấm vào một withdraw nha các bạn. Withdraw đã xong thì các bạn chỉ việc nhập cái địa chỉ ETH của tất cả các bạn vào nha các bạn copy địa chỉ ETH của mình nha các bạn, rồi các bạn nhập số lượng. Dòng đầu thì các bạn nhập địa chỉ ETH của mình nha các bạn, rồi dòng thứ hai thì các bạn nhập số lượng, rồi bạn bấm nút submit nha các bạn. Sau khi các bạn bấm nút submit thì tốc cận này nó sẽ phân phối cho tất cả các bạn một ngày, vì mình đã mới vừa làm đêm hôm mình đã test cho tất cả các bạn, mà giờ mình đã rút về mình mới làm cái video lên cho tất cả các bạn nha các bạn. Mình đã nhận được 400 tốc cận pin nha các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video tiếp theo của mình nha.